Thân ái chào các bạn, thân ái chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn, các cháu làm đậu phộng rim nước mắm đường và tỏi ớt. Bây giờ cô bắt đầu. Trước tiên, cô chuẩn bị 20g đường và 20g nước mắm. Bây giờ cô bắt đầu đổ đường vào trong nước mắm. Rồi cô bắt đầu quậy đường. Bây giờ cô quậy đường tan rồi các cháu ạ. Cô bắt đầu đi băm tỏi. Các cháu nhìn cô nè, cô băm tỏi nè, cô làm như vậy nè, mau nè. Đó, đè con dao xuống. Đó, nó nhanh mà nó không có bắn các cháu ạ. Đó, mình làm như vậy nó dao về rất là nhanh mà lại không bắn tỏi nữa. Bây giờ thì cô đã băm tỏi xong rồi, cô bắt đầu đi băm ớt. Cô băm hơn một trái thôi, sợ cay quá. Ớt mình cũng làm như vậy các cháu ạ, cũng làm như vậy này đó. Nó không có bắn mà nó lại nhanh nữa. Bây giờ cô băm tỏi ớt xong rồi, cô bắt đầu để nó gọn lại như vậy. Đó, cô để gọn lại như vậy. Cô bắt đầu đi rang đậu phộng các cháu ạ. Đây là một lạng đậu phộng. Và đây là dầu ăn các cháu. Ta cho vô một ít dầu ăn thôi. Đó, ta cho một ít dầu ăn thôi. Ta bắt đầu bật bếp lên. Mình để cho lửa nóng rồi mình rang đậu phộng nha các cháu. Cái món ăn này á, ăn cơm rất là ngon. Ví dụ như mình ăn thịt ăn cá ớn rồi, mình có thể ăn cái món này với cơm. Mà làm là rất là nhanh, mà nguyên liệu lại rẻ đó các cháu ạ. Bây giờ dầu ăn nó nóng rồi, ta bắt đầu đậu phộng con rang. Các cháu nhớ là rang đậu phộng với lửa nhỏ thôi nhé. Nhà cô cứ lâu lâu mà cô ớn thịt ớn cá quá rồi, cô làm cái món này cô ăn cơm nè. Có mấy cháu yêu cầu cô làm kem cuộn với cô. Nhưng mà cô nói cho các cháu nghe như vậy, kem cuộn thì nguyên liệu cô là cô pha được, chứ không phải cô không pha được. Nhưng mà về cái máy làm kem thì cô không có. Cái máy làm kem mà nó rất là mắc các con ạ. Máy làm kem cuộn chỉ có những người nào mà làm kem cuộn thì họ mới dạy các cháu làm thôi, chứ còn là cô không chỉ được, mà cô có chỉ các con không làm được nữa, tại vì máy kem cuộn nó đắt lắm. Cái máy đó là phải mấy triệu trở lên. Các cháu đã vô trong hãng kem hay là hãng nước đá bao giờ chưa? Cô thì cô vô cô thấy rồi đó. Trong hãng nước đá là có một cái hầm nước muối to thật to. Ở trong có toàn nước muối không à, xong bắt đầu nó có cái trong trống ở dưới nó quay. Quay nước muối nó cứ đảo lên, nó là họ bỏ đá vào nó đông. Kem cũng vậy các cháu ạ. Kem cũng vậy.
một cái hầm nước muối rất là to, xong bắt đầu hả, có trong chấm ở dưới á, cái trong chấm cứ quay về nè, thế là nước muối đó, nó sôi lên, là mình bỏ kem vô đông nhanh lắm. Còn mình làm kem mà đá trộn với muối chỉ là mình làm văn nghệ thôi, chứ còn đúng ra là không ai làm kem. Hồi xưa cô không có tủ lạnh thì cô làm bằng cái máy đó. Cô lỡ bỏ nhiều dầu quá. Các cháu có thể dùng đũa gỗ để đảo nha, tự mình hả? Cô không có đũa gỗ, thành ra cô không có đũa tre này, cô đảo cái đũa này đảo dễ hư chảo lắm, nó chóc chảo ra. Thì đây là chảo trúng dính nè, ngày nào cô cũng mở video cho cô coi, mà cô thấy các cháu mà nhận xét cho cô nhiều, cô rất là vui. Mà ngày nào mà cô không làm được một video là cô buồn lắm. Cô mở video ra, cô thấy các cháu nói là cô ơi con thành công rồi là cô mừng lắm. Còn cháu nào mà nói là cô ơi con làm không thành công, cô rất buồn. Nhưng mà không biết làm sao mà hướng dẫn các cháu được. Tự các cháu làm, các cháu không có để ý rõ. Cô bảo là nếu mà các cháu ở gần cô là cô hướng dẫn tận mắt luôn. Cháu nhìn nó coi là cháu không có làm được, vì cái kem á thì nó hơi khó một tí, chứ còn những thứ khác thì làm dễ. Kem mà các cháu mà không để ý là cháu không có làm được đâu. Tại vì cái muối nó nằm xuống dưới đáy, mà các cháu cứ để cái nồi kem trên mặt đá mà không thể nào nó đông được hết. Còn hãng kem là nó có cái hầm nước muối, nó thả cái khuôn kem xuống, bắt đầu hả, nó cứ trong chóng, nó quay lên là nó đông nhanh lắm. Các cháu chưa mở hãng kem, cháu chưa thấy đâu, kem đông rất là nhanh luôn. Bây giờ thì cô thử xem đậu phộng của cô được cho các cháu ạ. Chứ bây giờ cô sợ rang nó cháy quá là nó lại đắng. Các cháu ơi, đậu phộng của cô bây giờ nó vàng rồi các cháu ạ. Cô thử một hộp, cô thấy nó giòn giòn rồi. Bây giờ cô bắt đầu đổ ớt với tỏi vào. Cô đổ ớt với tỏi vào, cô rang cho nó thơm. Để lửa nhỏ nha các cháu. Đó, mình bỏ tỏi ớt vào rang cho thơm. Bây giờ tỏi với ớt của cô thơm lắm rồi. Bây giờ cô bắt đầu chế mắm vào các cháu ạ. Cô bắt đầu chế mắm với đường vào. Mình chế từ từ thôi, hơi sợ nó mặn các cháu. Mình chế từ từ thôi, mình nếm cho nó vừa thôi chứ sợ nó mặn. Bây giờ thì mình rin mấy khi nào mà đường nó keo keo là được các cháu ạ. Cô đang ho, nghe mùi ớt cô ho quá. Nghe mùi ớt là tới ho rồi. Mình để lửa thật nhỏ các cháu. Có là nó cháy. Mình có thể tắt bếp đi rồi, mình để cái chảo nóng cũng được rồi. Đó, cô tắt bếp rồi, cô để cho cái chảo nóng thôi. Vì nó có đường nó dễ cháy mấy cháu ạ.
bây giờ thì đổ vọng của cô đã được rồi. Cô bắt đầu đổ cái tô này. Đúng là đổ cái dĩa, mà cái dĩa nhà cô thì dĩa nhựa, cô đổ cái tô này. Đó, các cháu nhìn nè, rất là ngon. Mà cô là cô không dám ăn đâu, cô ho lắm, cô ăn giờ cô chết mất. Các cháu nhìn nè, rất là ngon luôn ấy. Các cháu nhớ bỏ nước mắm với đường vô là các cháu để thiệt nhỏ, để lửa thật nhỏ. Và để một chút xíu thôi, các cháu tắt bếp đi, rồi các cháu đảo là nó sẽ keo lại. Rồi các cháu có thể ăn với cơm rất là ngon. Mình ngày nào mà mình ớn thịt ớn cá quá rồi thì mình làm cái món đậu phộng này. Nhà cô mỗi lần mà cô không muốn ăn thịt cá nữa là cô làm món đậu phộng này. Cô bây giờ cô chỉ nghe cái mùi ớt là cô đã sặc muốn ho rồi. Cho nên cô không dám ăn. Đó, rất là ngon các cháu ạ. Các cháu nhìn này. Ngon tuyệt vời và trên tuyệt vời luôn. Các cháu nhìn thấy rõ không? Đó. Mới cái 11 phút 37 giây, 38 giây. Cháu nhìn xem này. Các cháu biết làm sao cô không dám quay quá 15 phút không? Nếu quá 15 phút là phải xác minh. Mà xác minh thì cô không biết xác minh. Mà nếu mà không xác minh được thì nhà mạng không cho tải lên. Cho nên là cô quay phim là cô quay dưới 15 phút. Có hôm quay cô quay lỡ một chút, quá một giây cô không dám tải lên. À, các cháu nhìn thấy không? Đó, rất là đẹp và rất là ngon. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Các cháu nhìn nè. Cô hai cho 20g đường và 20g nước mắm. Vẫn còn này, cô không có đổ hết đâu. Đó. Cô sợ mặn cô đổ ít thôi, mà các cháu ăn mặn thì các cháu đổ hết. Đó. 20g đường, 20g nước mắm và một lạng đậu phộng. Cô vẫn còn nước mắm nè. Đó.